con tìm y đâu, y đâu y, y đâu nhỉ, đâu y, y đâu, y đâu vậy? Con tìm y đi, đâu y đâu y, không không phải, mẹ ơi cho view đâu, w con tìm đi, mẹ ơi cho view đâu, w à, con ngồi xuống đi nhìn thấy w, mẹ ơi đây cho view đây, cho view đây, đúng rồi, giỏi quá con hôn. Mẹ ơi phi đâu, phi á, con tìm đi, phi đây, đâu phi đâu, đúng rồi phi đây, mẹ ơi cho view đâu, con tìm w đi, mẹ ơi cho view đâu, con tìm w đi, đâu cho view đây, đúng rồi, đi đâu, đi, con tìm đi, đi, mẹ mẹ ơi s đâu, con tìm s nào. S đâu? Nào con tìm S nào. Tìm nhanh quá là sẽ không thấy bạn S đâu đâu. S đâu? S đâu? S đâu? S đi chơi. Ồ, S cao thế. Rồi, đúng rồi. Bon ơi, Bon, Bon ơi, đi về đi, mai lại học đi. Bon ơi, đi, có về không? Mẹ đi về đây. Nào, ừ, đúng S đấy. Nào đây bây giờ mẹ chỉ nào, đây này. Đây là gì? Là gì đấy? Bài. B. Đây là gì? Home. S. S. Đây là gì? Không phải. Thế đi về đi. H. H. D. I. I. Đúng rồi. Gì đây? Gì đây? Đúng rồi, đây là gì? À, chi. Chi. Ừ, đây đây là gì? Không phải. Ai? Nó thích từ nào nó tự nói cơ. Chi. Chi này. Ừ. Nào, gì nữa? Đâu H, đâu. Mẹ đi về đây. Đi lại. H đây. H. Đâu? H đâu đi? Em bé đi đón anh trai học tại trường thì đã rất chi là thích thú với cái bảng chữ cái to đùng ở cổng trường. Anh các chị ạ.